Vừa qua, tập đoàn Tân Hoàng Minh vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho 20 hectare đất vàng thuộc quận Hoàng Mai để đổi lấy 2,6 km đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 Gamuda Garden theo dự án BT với tổng số vốn đầu tư lên tới 989 tỷ đồng. Theo một số người dân tại đây cho biết, đất nền quận Hoàng Mai hiện tại phổ biến ở mức 50 đến 60 triệu đồng một mét vuông. Đó là chưa kể đến những vị trí đắc địa cạnh đường lớn, giá có thể lên tới 100 đến 200 triệu đồng một mét vuông. Cũng theo người dân, hiện người dân vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về dự án cũng như giá tiền thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Tuy nhiên, người dân hy vọng chủ đầu tư có một mức thỏa thuận đền bù thỏa đáng. Một cái dự án này đến họp với dân này rồi là thống nhất với dân này. Thì bây giờ các cô chỉ biết một cái dự án đấy thôi chứ làm sao các cô biết được mấy dự án. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai bây giờ giá đây phải thỏa thuận với dân để làm như nào cho dân đỡ thiệt thòi thôi. Được biết, dự án khu đô thị Tân Hoàng Mai bao gồm câu lạc bộ giải trí, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, không gian văn phòng và kinh doanh, một tuyến đường cao tốc nội đô liên thông và quy hoạch phát triển là khu đô thị văn minh, hiện đại, thông minh, đồng bộ về mọi mặt với tổng diện tích sàn lên tới gần 1,2 triệu mét vuông. Khu đất được quy hoạch làm dự án khu chức năng đô thị Tân Hoàng Mai thuộc các phường Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Dự án thực hiện theo định hướng quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chủ trương di rời các cơ sở công nghiệp ra ngoại thành, khu vực không còn phù hợp tiêu chuẩn phát triển đô thị và khai thác hiệu quả đất đai đô thị của chính phủ.